nguyên lai ta là tu tiên đại lão chấp 459. Bỏ đi. Vậy thì giết sớm ngủ sớm. Sao các ngươi lại ở đây? Ma Ngưu yêu hoàng, Hắc báo yêu hoàng, Hà mã yêu hoàng. Sao các ngươi lại ở đây? Thiên hồ mỹ nhân mời ta tới đây. Đánh rắm, người mà nàng ta hẹn rõ ràng là ta. A à, tức chết ta rồi. Các ngươi chắc chắn nghe được tiểu hồ ly hẹn gặp ta ở đây, nên đố kỵ trong lòng, chặn ở đây để phá hoại, các ngươi còn không cút cho ta. Ta trả y nguyên hai câu này cho các ngươi. Là ta gọi các ngươi tới. Bùm, cái gì, con chó ở đâu ra? Á đù, không thu hồi được công kích. Ăn ba công kích của ba chúng ta, chắc nó đã không còn cả bã nhỉ. Đây cũng là chuyện hết cách, ai kêu nó đột nhiên xuất hiện ở giữa chiến trường của ba đại yêu hoàng chúng ta chứ? Chết là đáng đời. Để tránh giết nhầm, ta vẫn hỏi một câu. Cái gì, nó còn sống ư? Ba người các ngươi còn muốn nhòm ngó muội muội của phu nhân của chủ nhân ta nữa không? Thì ra là con chó mà phu quân của tỷ tỷ của phu nhân tương lai của ta nuôi. Vậy theo tính chất bắc cầu ta cũng là chủ nhân tương lai của ngươi rồi. Cái gì, chỉ một kích mà đã miểu sát Ma Ngưu yêu hoàng có cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên ư? Hà mã huynh, tình hình không đúng, không bằng chuyện này dừng tại đây. Chúng ta không thể địch được con chó này đâu, đừng để bỏ mạng uổng phí. Ta cũng biết, nhưng... ta không khống chế được ta. Cẩu đại ca, cứu ta với. Cảm ơn cẩu đại ca. Cái gì? Cẩu đại ca, cứu. Không ngờ kế hoạch lại thuận lợi như vậy. Thành vạn yêu. Đại vương tắm xong, có cần ta hầu hạ người đi ngủ không? Đại hắc ca ca đâu? Đại vương cũng đã tắm xong rồi. Ngươi nói xem đại hắc ca ca, lát nữa có tới đây không? Vậy ta ở bên đại vương đợi thêm một lúc. Pha ít trà cho hai vị đại vương sau khi xong việc trước đi. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.